Hôm nay tôi giới thiệu hai serenade, một cái của Jim Rodgers và một cái của Dean Martin.
Nói gì phần đấy? Phần đệm của anh thì đúng là tôi chưa được nghe. Đây cũng ý tưởng rất mới. Vừa rồi là anh Thanh không cơm, giọng hát quá lớn so với nhạc cụ. Xin anh có biết chuyện trường. Các bạn ạ, vì là cái sân khấu nhỏ sắp thế khó khăn cho nên là tôi mạng phép làm cái điều gì đó nó cố gắng thời gian sắp thế sân khấu nhất được không các bạn? Đào Nguyên Anh lên sân khấu, xin mời guitarist Đào Nguyên Anh.